Alo, chào các bạn. Mình bắt đầu buổi học đầu tiên cho môn lập trình web 2 ha. Học kỳ này tôi được phân công phụ trách môn lập trình web 2 cho các bạn trong cái môn lập trình phát triển ứng dụng web với Backbone và MySQL. Đây là một cái nội dung mới thay đổi so với những cái học kỳ trước. Đáng lý ra học kỳ trước thì môn lập trình web 2 các bạn sẽ học với ngôn ngữ ASP.NET, nhưng mà sau đó thống nhất với giữa các giáo viên phụ trách cho chương trình đào tạo cho môn học này thì mình đã chuyển sang môn web 2 sẽ học Backbone và web 1 mình chỉ học HTML5 và web 2 học Backbone và chuyển qua phát triển ứng dụng web là một cái môn web thứ ba mình sẽ học ASP.NET ha, mình sẽ đổi qua cái chương trình đào tạo hôm nay. Thì hôm nay là cái buổi giới thiệu môn học đầu tiên và một số cái quy định. Tuần sau mình chính thức là mình bắt đầu vô cái nội dung của môn học. Thành ra buổi hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một số nội dung cho cái môn học lập trình web 2 này. Alo, không biết các bạn có nghe được tín hiệu không ta? Alo, có các bạn nghe được tín hiệu không này ta? Dạ, có bạn đã bắt đầu rồi ha, rồi. Rồi, thì nội dung của cái slide ngày hôm nay đơn giản là mình chỉ giới thiệu với bạn cái phần thời gian học, mục tiêu của môn học, nội dung chương trình học, yêu cầu về cái kiến thức đầu vào, một số tài liệu tham khảo, phần đánh giá kết quả và phần liên hệ. Thì hôm nay mình sẽ kết thúc buổi học sớm, thành ra là tôi sẽ tranh thủ thời gian để giải đáp một số thắc mắc của bạn trong cái buổi học đầu tiên. Qua những buổi học sau thì tôi sẽ chủ yếu tập trung vào cái phần nội dung của môn học cũng như là phần demo một số cái phần mã lệnh cụ thể hơn so với phần nội dung của MBook. Tài liệu MBook tôi đã quay xong và không biết là cái bộ phận phòng máy đã được chuyển giao lên trên mạng cho các bạn chưa. Theo như tôi hỏi hồi nãy thì họ bảo là có một số cái buổi quay MBook vẫn chưa được chuyển, thành ra là tôi sẽ đốc thúc bộ phận đó để chuyển sớm cho các bạn. Rồi, rồi về thời gian học thì thời gian của cái buổi học trực tuyến của mình sẽ kéo dài từ từ 3 giờ từ 3 giờ 45 đúng không? Từ 3 giờ 45 cho đến 3 giờ 45 mình học 1 tiếng rưỡi, tức là 4 giờ 45 đến 5 giờ 10. Mình sẽ học từ 3 giờ 45 cho đến 5 giờ 10. Ok ha. Rồi thì thời gian học của mình thì vào ngày thứ bảy 3 giờ 45 cho đến 5 giờ 10. Thời gian mình học 3 tuần đầu, tuần này tuần đầu tiên, mình học thêm 2 tuần nữa thì mình sẽ được nghỉ 2 tuần. 2 tuần này là thời gian các trường tổ chức thi tuyển sinh đại học, thành ra là mình sẽ nghỉ trong vòng 2 tuần này, sau đó mình học 12 tuần kế tiếp. Sau đó mình nghỉ 2 tuần và tuần khoảng chừng tuần 19 tháng 10 là tuần các bạn sẽ thi cuối kỳ. Thì môn học này sẽ thi như thế nào thì trong cái phần đánh giá giá kết quả học tập thì tôi sẽ có phần nêu gió bạn cái phần đánh giá, mình sẽ đánh giá hình thức đánh giá như thế nào. Thì đây là thời gian học thì yêu cầu các bạn tuân thủ cái thời gian học một tí. Rồi, trước trước khi mình qua những cái slide thông tin kế tiếp thì tôi cần một số cái thông tin liên lạc của các bạn. Một số thông tin liên lạc của các bạn thì tôi cần liên lạc. Thì dự tính của tôi trong học kỳ này, tôi sẽ cho các bạn thảo luận ở trên Facebook. Tôi sẽ tạo ra một cái group ở trên Facebook tôi tạo, các bạn khỏi khỏi tạo ha, tại vì hồi nãy lớp kia cũng có bạn tạo thì tôi cũng cancel ra. Tôi sẽ tạo một cái group xong tôi add các bạn vào thì các bạn sẽ lên trao đổi trên cái Facebook đó, hỏi bài thì dễ. Tại vì tôi cũng thường xuyên lên Facebook để cho các bạn trả lời cho dễ. Bây giờ tôi cần thông tin liên lạc của một số bạn. Nếu bạn nào tình nguyện làm người đại diện thì các bạn để lại thông tin ở đây, tôi sẽ ghi nhận lại. Đặc biệt là tôi cần bạn có Facebook để tôi có thể add người đầu tiên. Ok ha. Các bạn nào cho tôi thông tin liên lạc không? Thì trên MBook và có bạn Đằng đã nói là đã có 4 buổi rồi thì tôi sẽ đốc thúc mấy bạn hệ thống kia sẽ chuyển lên cho các bạn tiếp những cái buổi còn lại.
À, không biết có bạn nào có thể cho tôi thông tin để tôi có thể liên lạc được ở đây với các bạn không ta? Alo. Ok, có bạn có rồi. À, không biết bạn Đằng có thể cho tôi thông tin liên lạc không? Có bạn Đằng có Facebook không vậy ta? Phan Bạch Đằng. À, bạn Đằng có email không ta? Rồi, bạn có Facebook luôn không? Có Facebook để tôi có thể add Facebook của các bạn vào. Chưa có Facebook hả? Ây da, nếu bạn chưa có Facebook thì bạn đăng ký Facebook một cái ha, xong rồi email cho tôi cái tên Facebook của bạn, xong rồi tôi add vào. Có bạn nào khác có Facebook không? Để tôi có thể là tôi add các bạn, các bạn thấy là có rất là nhiều nhóm, ví dụ như tôi dạy những môn học ở đây thì có những cái nhóm Facebook ở đây, thì các bạn đó thảo luận trên Facebook khá là dễ dàng hơn so với việc là thảo luận trên những cái hệ thống thống học tập, thì các bạn nhận được tin tức sẽ nhanh hơn. Nếu ví dụ bữa nào có kiểm tra thì tôi sẽ báo trước cho bạn trên đây, thì các bạn sẽ nằm trên đây sẽ dễ dàng hơn. Không biết ngoài bạn Đào Quang có bạn nào có Facebook không ta? À, có bạn Tiến nè, trời ơi. Các bạn lưu ý ha, khi mà học trực tuyến á thì các bạn chịu khó các bạn thảo luận thông qua cái cửa sổ hỏi đáp giùm ha. Tại vì cái cửa sổ thảo luận á, tôi bật lên nó nhiều lúc nó không có refresh, tôi không có thấy được thông tin của bạn ghi. Ở đây có bạn Lê Phong Thái. Lê Phong Thái có Facebook. Ok. Lê Phong Thái không có email hả? Tôi sẽ add Facebook của một số bạn, sau đó các bạn add của mấy bạn này dùm ha. Xong sau đó thì mấy bạn em Tạ Văn Ân. Email của bạn Ân là ngọc ân chấm thái bình
gmail.com. Facebook là chà. Các bạn chú ý, Facebook các bạn đặt vậy á, tôi tìm rất là khó ha. Tại vì Facebook có rất là nhiều người trùng tên, thành ra các bạn đặt kiểu vậy á. Vậy thôi. Tôi sẽ lưu những thông tin có được, tôi sẽ được lưu lại trên đây để cho các bạn dễ. Phạm Minh Tiến. Mạng hôm nay có vẻ chậm ha, các bạn gửi dữ liệu cho tôi mảnh giờ này tôi vẫn không thấy được ha. Ok, tạm thời vậy đi ha. Tạm 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 thời đây là những thông tin mà tôi có thể lấy được từ các bạn trong cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Thành ra những cái bạn nào học cái sau thì các bạn chịu khó các bạn liên lạc với mấy bạn này để các bạn có thể vào trong nhóm giùm ha. Có một số bạn có Facebook thì các bạn chủ động lên add những cái bạn đó để cho ép những cái bạn này vào, thì những bạn này sẽ là người trung gian để đưa các bạn vào trong cái nhóm được. Tại vì nói thật một câu thì tôi rất là ít thêm các bạn vào Facebook. Thì những cái bạn nào màu xanh xanh có cái Facebook màu xanh này á, các bạn chịu khó ép các bạn đó vào ha. Thì tôi hôm nay tôi sẽ sau buổi học tôi sẽ tạo ra một cái nhóm, một cái diễn đàn, một cái nhóm ở trên Facebook để cho các bạn có thể lên đó các bạn thảo luận. Tại vì tôi cũng thường xuyên lên Facebook để trả lời câu hỏi của sinh viên. Do đó tôi sẽ tạo ra một nhóm cho các bạn thảo luận trên đó. Thì hiển nhiên diễn đàn trên cái hệ thống đào tạo từ xa này tôi vẫn lên trả lời và theo dõi. Thì giờ rồi mục tiêu của môn học môn một đã nói mục tiêu của môn học có nghĩa là đây là những cái điều kiện mà các bạn phải có được sau khi kết thúc môn học này. So với học kỳ trước là dạy môn web 1 cho các bạn thì tôi với thầy Huy có quyết định là trong môn web 1 sẽ giảm lại cái phần backbay. Do đó học kỳ trước bạn nào đã thi web 1 các bạn thấy là trong đề thi không có phần ngôn ngữ backbay là vậy, thì do ngôn ngữ backbay được chuyển lên làm web 2 để cho quy trình hóa lại nguyên cái nội dung học môn web của ba môn lập trình web 1, lập trình web 2 và phát triển ứng dụng web thành ba ngôn ngữ khác nhau. Web 1 sẽ học HTML và HTML5 JavaScript, sang web 2 thì các bạn sẽ học PHP và cơ sở mã SQL. Qua phát triển ứng dụng web thì các bạn sẽ học với ngôn ngữ ASP.NET với cái SQL Server của Microsoft. Thì trong môn web 2 này tôi đã đổi lại nội dung tập trung vào việc giảng dạy cho ngôn ngữ PHP này cho cả chương trình đào tạo từ 15 tuần này. Thì nội dung của cái mục tiêu môn học này yêu cầu các bạn phải nắm được các khái niệm và kỹ thuật lập trình web với ngôn ngữ web server là ngôn ngữ PHP. Đây là một trong những cái ngôn ngữ mà khá là phổ biến trong cái việc phát triển những cái ứng dụng web trên toàn thế giới. Gần 70% những cái website trên thế giới là được viết bằng ngôn ngữ PHP này. Rồi, các bạn phân tích được quy trình nghiệp vụ và xây dựng hoàn thiện một ứng dụng web với ngôn ngữ PHP và với tính năng có thể lưu trữ dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã SQL. Thì trong năm học này, trong quá trình học tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng một cái đồ án, một cái ứng dụng hoàn thiện chạy trên web, đơn giản ở cái mức là các bạn có thể lưu trữ dữ liệu và xuất trình dữ liệu trong một cái cơ sở dữ liệu mã SQL này. Và một trong những cái yêu cầu cơ bản nữa là các bạn phải triển khai được hệ thống web trên nền internet và intranet này. Thì trong cái buổi học của tuần sau là các bạn đã phải làm cái công việc này rồi. Do đó tuần sau thì các bạn chịu khó lúc mà học thì các bạn phải ghi chú lại, tại vì tuần sau trong quá trình dạy thì tôi sẽ
trong quá trình dạy thì tôi sẽ demo luôn cho mấy phần tương ứng trong đó. Ok ha. Rồi. Thì đây là cái phần yêu cầu của cái môn học, à đây là cái phần nội dung. À, tôi show ra cái phần nội dung cơ bản cho các bạn. Thì trong tuần sau các bạn sẽ được giới thiệu môi trường lập trình cho ngôn ngữ PHP. Thì trong tuần sau thì tôi sẽ nói rõ ràng mình cần phải cài đặt cái gì cho môn học này. Thì trong tuần sau các bạn sẽ tập trung vào cái việc cài đặt thôi, và các bạn sẽ cấu hình một số cái, và trong môn học các bạn cũng phải đăng ký một số tài khoản miễn phí trên internet. Do đó tuần sau trong quá trình online, tôi và các bạn sẽ làm việc với nhau, không những trên cái slide mà còn trong cái phần giao tác với môi trường internet nữa. Đó tuần sau các bạn học thì các bạn chú ý một tí ha. Rồi, qua những cái buổi sau, những cái nội dung màu xanh này thì các bạn sẽ được học, được giới thiệu về ngôn ngữ PHP cơ bản. Phần này nếu mà ai đã học web 1 thì mình đã được giới thiệu sơ qua rồi, nhưng mà do mình tách cái nội dung mới ra, do đó trong môn học này coi như các bạn không biết gì về PHP, và mình sẽ được dạy PHP từ đầu đến cuối. Thì mình được giới thiệu về cấu trúc dữ liệu điều khiển, mảng và hàm trong cái buổi thứ tư, lập trình hướng đối tượng đối với ngôn ngữ PHP trong cái phần này. Thì đặc biệt trong cái học kỳ này, các bạn làm web, nhưng mà các bạn làm web có tính chất hướng đối tượng, khai báo những cái đối tượng trong quá trình xử lý dữ liệu và xử lý đối tượng trong cái website của mình. Sang cái buổi sáu các bạn được giới thiệu về form và truyền nhận dữ liệu qua cái ngôn ngữ PHP này, xử lý upload file và xử lý tập tin. Thì trong cái buổi bảy này, ngoại trừ cái việc các bạn xử lý upload file này, các bạn còn làm việc với những cái tập tin trong cái trên trên server của mình, thêm file, xóa file, ghi dữ liệu xuống file và cái phần tương ứng và cái phần session cookie. Sau đó mình qua cái phần giới thiệu về cơ sở liệu MySQL, mình sẽ có một buổi về thiết kế cơ sở liệu ở đây. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân tích một cái đồ án và lưu trữ dữ liệu trong cái phần tương ứng này, kết nối dữ liệu MySQL với PHP, quản lý dữ liệu trên PhotoShare, và một cái đây là một cái ứng dụng xuyên suốt trong cái môn học này, nó ứng dụng PhotoShare, và cuối cùng là PHP và ASAP. Thì những cái nội dung này thì có một số buổi, tổng cộng là 12 cái nội dung truyền đạt cho các bạn, thì trong đó còn có 3 buổi còn lại các bạn sẽ dành cho những công việc khác. Thì có một số bài mình sẽ học từ 2 tuần cho đến 3 tuần trở đi ha. Rồi, thì tất cả những cái nội dung này tôi đã quay MacBook cho các bạn rồi. Bây giờ nghe hồi nãy có một bạn bạn nói là đã có MacBook của 4 buổi rồi, chắc sắp tới người ta sẽ bóp luôn những cái buổi còn lại cho các bạn. Thì những cái buổi buổi MacBook này là cũng mới vừa quay cách đây khoảng chừng 2 tuần thôi. Thành ra các bạn sẽ chịu khó lên coi lại những cái MacBook trước khi các bạn vào buổi học, hoặc là sau buổi học mình phải coi lại MacBook. Trong cái buổi online này, tôi chỉ tóm lại những cái nội dung trong buổi học tương ứng. Lấy ví dụ như tuần sau mình vào môi trường lập trình PHP này, tôi cũng mở cái slide môi trường lập trình PHP này, nhưng mà tôi sẽ nói tôi sẽ lướt rất là nhanh qua những cái nội dung không quan trọng. Những cái nội dung quan trọng tôi sẽ dừng lại để tôi giảng kỹ hơn một tí. Nhưng mà phần chính tôi muốn là trong cái buổi demo này, tôi sẽ trình bày với bạn những cái thao tác, những cái demo, những cái kỹ thuật để các bạn có tốt hơn. Chứ tôi không muốn là tôi sẽ lấy giảng lại slide nữa. Cho các bạn lưu ý trong cái phần này thì các bạn chịu khó các bạn coi lại cái phần slide một tí ha. Rồi, coi lại cái MacBook trước khi các bạn lên cái môn học, và trong cái phần online tôi sẽ chủ yếu là demo cho các bạn và feedback một số lỗi cho các bạn trong quá trình học tập. Các bạn đợi tí nhé, không hiểu sao cái màn hình xem câu hỏi của các bạn tôi bị ốp ra, tôi không biết sao nữa, để tôi thoát ra tôi quay trở lại. À, sorry các bạn, hồi nãy ghi lộn tên của bạn đó. Dương Minh Tiến.
Ok, sorry bạn tí nha. Có bạn Thái hỏi về tài liệu. Thì tài liệu môn học tôi sẽ post sớm cho bạn những cái slide cần thiết, thì tôi sẽ post cho bạn trên trên cái môn học này. Nếu có Facebook trước thì tôi sẽ post lên Facebook và trên cái phần này để các bạn có thể download được. Ok ha. Các bạn yên tâm về cái phần tài liệu, các bạn có thể coi trước tài liệu được. Rồi, đây là cái phần kiến thức yêu cầu của bạn cần phải có. Thứ nhất, các bạn phải có kiến thức căn bản về cơ sở liệu. Do đó các bạn cần phải coi lại cơ sở liệu một tí ha. Khi mà qua cái phần buổi cơ sở liệu khúc cuối thì đã gần đến cuối rồi. Thành ra là mình sẽ không có nhiều thời gian để mình review lại cơ sở liệu. Đó, trong quá trình học các bạn cứ coi cơ sở liệu và thiết kế cơ sở liệu tương ứng. Đến phần mà làm cơ sở liệu thì tôi sẽ nhắc lại phần đó một tí. Rồi, nắm vững về cái ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript, kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình. Thì ở đây do mình đã trải qua cái môi trường học ngôn ngữ web 1 rồi, do đó yêu cầu các bạn phải có kiến thức về HTML và CSS. Cái này tuyệt đối là tôi sẽ không dạy lại trong cái môn học web 1, web 2 này. Do web 1 mình đã học rồi, do đó các bạn phải coi lại cái phần này. Cái này có nhiều cái liên quan PHP mà HTML nữa, mà các bạn không nắm được HTML phải giảng lại thì rất là khó. Đó, các bạn phải nắm được khi nào, lấy ví dụ như tôi nói là các bạn hãy layout cho tôi một trang web bằng HTML, table hay là bằng thẻ div, thì những cái kỹ thuật đó các bạn phải layout được trong quá trình học. Còn trong PHP thì mình chỉ làm cái việc là điều khiển làm sao đẩy dữ liệu lên, truy cập dữ liệu và làm những thao tác khác tương ứng thôi. Đó, ok, hiểu cái phần đó ha. Có thể trong học kỳ này các bạn sẽ được review lại một số cái HTML5. Do HTML5 học kỳ vừa rồi thì web 1 không có dạy các bạn, nhưng mà có thể là trong học kỳ này nếu mà có yêu cầu các bạn HTML5 thì tôi sẽ trình bày các bạn cái phần đó. Trình bày phần đó trong cái môn môn học. Rồi, nắm được cái quy trình thiết kế web. Quy trình thiết kế web đã được trình bày giảng dạy cho các bạn trong môn web 1 ngay cái khúc đầu của môn học. Các bạn chịu khó quay về cái quy trình đó để các bạn coi. Trong quy trình thiết kế web thì các bạn phải làm những thao tác gì tương ứng, từ cái việc chọn tên miền, trong cái việc chọn những cái dữ liệu hình ảnh, cái cấu trúc của website, hay là cái việc mà màu sắc tương ứng của website phải được chọn như thế nào cho phù hợp, và cái tính thống nhất của website trong cái đồ án của mình là như thế nào, thì các bạn sẽ được trong cái phần thiết kế này mình phải nắm được cái phần đó. Ok ha, rồi mình coi lại lại ôm ôm lại những cái kiến thức căn bản này trước khi mình học cái phần web này. Rồi, thì ở đây có một số cái cuốn ebook liên quan PHP mà tôi sử dụng để soạn thảo. Tôi sử dụng để soạn thảo cho cái bộ slide này để trình bày cho bạn. Thì các bạn có thể lên mạng download những cuốn ebook này. Những cuốn ebook này khá là những cuốn ebook này là khá là thuận tiện, các bạn có thể download thoải mái, có rất là nhiều link download trên đó. Nếu bạn nào không có thì các bạn có thể email cho tôi sẽ gửi link cho bạn download. Tại vì những cái file này cũng 560 á, tôi không có up lên mạng cho bạn được, tôi sẽ up một số chỗ nào đó để các bạn download xuống. Bây giờ ha, thì đa số các ebook này đều được viết bằng tiếng Anh, thành ra là các bạn chịu khó đọc bằng tiếng Anh. Rồi, thì đây là cái phần đánh giá kết quả của các bạn. Thì tôi sẽ nói lâu hơn trong cái phần kiểm tra cái phần này một tí, để trong đây là buổi học đầu tiên, mình phải thống nhất lại những gì mình cần phải cho môn học. Thứ nhất là mình sẽ thi lý thuyết viết trong vòng 90 phút. Phần này viết của mình có thể là thi viết trên giấy hoặc là mình thi trắc nghiệm liên quan đến những cái kiến thức của PHP. Thì hầu hết mỗi năm học thì đa số sinh viên sẽ được thi trắc nghiệm, nhưng mà có thể năm nay mình sẽ thi viết và vừa viết vừa trắc nghiệm luôn. Tùy vào cái quá trình học tập của mình như thế nào, tôi sẽ quyết định cái hình thức kiểm tra vào thi cuối kỳ của mình là thi viết hay thi trắc nghiệm. Thì ở trong phần này các bạn không sử dụng tài liệu và điểm của mình sẽ được 3 điểm. Tức là nếu các bạn làm đúng hết cái phần này, các bạn sẽ được 3 điểm phần này, và thời gian thi của mình sẽ là 90 phút. 90 phút phần này. Cái thứ hai mình sẽ thi thực hành, tức là trong buổi thi cuối kỳ các bạn sẽ có thi viết và thi thi thực hành. Thì thi thực hành mình thi từ 60 cho đến 90 phút và cũng không sử dụng tài liệu. Thì trong phần này thì các bạn sẽ được dặn trước là mình nội dung thi thực hành là cái gì. Giống như lần trước là tôi dạy web 1 các bạn, thì khi mà dạy xong á là tôi có thống có tổng kết môn học và hướng dẫn các bạn là đề thi cuối kỳ sẽ là thi cái gì, để các bạn có thể ôn tập và cho thi tốt hơn. Thì trong cái buổi buổi cuối thì tôi sẽ nói rõ là thực hành mình sẽ thi cái gì để các bạn dạy ôn cho kỹ. Thì thông thường cái bài thực hành này sẽ gần gần với những bài kiểm tra trong lớp.
Ok ha, rồi cái thứ ba là các bạn sẽ làm một cái đồ án cá nhân nộp cuối môn. Thì cái đồ án cá nhân này các bạn sẽ nộp cuối môn học. À, đồ án cá nhân này các bạn sẽ nộp cuối môn học, có nghĩa là vào cuối môn học các bạn sẽ nộp cái đồ án này trong cái buổi thi thực hành hay thi lý thuyết, và đồ án này tôi sẽ chấm offline không cần vấn đáp. Và do đó đồ án này các bạn phải có những cái báo cáo hay những cái gì liên quan các bạn phải nộp lại, thì tôi sẽ nhận cái phần này và tôi sẽ chấm. Rồi, trong quá trình học tập online, với tôi, các bạn sẽ có hai cái cột điểm nữa, mỗi cột là một điểm và một điểm rưỡi, một điểm và một điểm rưỡi. Cái đồ án cá nhân của mình sẽ được 2 điểm ha, tổng cộng mình được là mấy điểm ta? 5 điểm rưỡi, 6 điểm rưỡi, 7 điểm rưỡi rồi. Thì còn 2 điểm rưỡi là mình sẽ trong cái phần điểm này. Thì trong cái phần điểm bài tập nộp trong tuần, có nghĩa là trong quá trình học online, nếu mà trong quá trình học online nếu mà ok thì tôi sẽ có bài tập cho các bạn. Thông thường cái bài tập tuần này á, sẽ giao giao cho các bạn sau cái buổi học, hoặc là mình làm trực tiếp trong cái buổi học online luôn. Tại vì có một số bài tập tôi yêu cầu các bạn sau khi học xong mình phải làm liền tại chỗ. Tới ví dụ tuần sau là ví dụ một số bài tập mình sẽ nộp trong đó. Thì mình làm khá là nhiều bài, chủ yếu là phần một điểm này là khuyến khích các bạn là luyện làm bài tập để cho mình có những cái kiến thức phục vụ cho việc thi cho nó tốt hơn thôi. Thành ra bài tập của mình cực kỳ nhiều. Lấy ví dụ như mỗi tuần là một bài, coi như các bạn đếm coi 15 tuần sẽ có 15 bài, thì trong đó có một số bài bài khác nữa, bài làm ở nhà nữa. Thành ra bài này á rất là nhiều, tôi không chấm hết, tôi chỉ chấm điểm danh hoặc là tôi sẽ chấm cụ thể một số bài thôi, còn những bài còn lại coi như là điểm danh. Do đó các bạn chịu khó là mình sẽ làm, nếu làm không kịp mình bỏ qua, mình có thể làm trễ hay làm gì đó, chủ yếu là để các bạn luyện tập. Còn phần một điểm này thì các bạn đừng có tiếc nuối là mình nộp trễ một lần, rồi các bạn cứ email cho tôi là cho nộp trễ, nộp giới hạn. Tôi không giải quyết những cái vụ nộp trễ, tại vì nộp trễ tôi nhận file xong tôi lại không nhớ, là mai mốt mất điểm các bạn là tôi lại phải phải xử lý mấy vụ kiện cáo nữa. Thế đó mình thống nhất một điều ha, bài tập hàng tuần rất là nhiều, các bạn chịu khó làm để mình có được kiến thức phục vụ cho phần còn lại. Còn phần một điểm này thì các bạn lấy rất là dễ, chỉ cần nộp bài đầy đủ và mình làm đầy đủ là có thể mình nộp bài được. Rồi, cuối cùng là mình sẽ có 3 cái bài kiểm tra trong giờ trực tuyến là 30 phút được sử dụng tài liệu. Trong cái 30 bài, 3 bài này mỗi bài được nửa điểm. Mỗi bài sẽ được nửa điểm. Các bạn làm trong vòng 30 phút xong rồi mình sẽ trước khi mình học bài mới mình sẽ ngừng 30 phút, xong các bạn làm xong các bạn nộp lại liền. Thì những cái buổi kiểm tra trực tuyến này tôi sẽ báo trước cho các bạn vào sáng thứ bảy. Có nghĩa là sáng thứ bảy tuần này mình có kiểm tra thì tôi sẽ báo trước các bạn vào sáng thứ bảy, để trưa thứ bảy các bạn chuẩn bị là mình làm bài kiểm tra trong vòng 30 phút. Thì cái đề sẽ được post trực tuyến cho các bạn. Có nghĩa là tôi sẽ hiện trên cái màn hình này và các bạn nhìn cái đề và mình sẽ làm thôi. Thời gian làm bài sẽ là 30 phút và mỗi bài sẽ là nửa điểm. Thành ra là nó không có bao nhiêu điểm cả, nửa điểm thì mình được 3 bài. 3 bài này sẽ làm ở 3 cái đợt khác nhau trong quá trình học. Thì 3 đợt đó tôi sẽ không báo trước cho các bạn. Tại vì mình học từ xa, thành ra là mình không có kiểm tra tập trung. Phải lại mình được sử dụng tài liệu. Do đó tôi muốn đánh giá các bạn trong vòng 1 điểm rưỡi này thôi. Ok ha. Có bạn Dương Minh Tuyến, Tuyến nói là thứ bảy hàng tuần em không được nghỉ, em chỉ được nghỉ mấy tuần đầu. Vậy bài trực tuyến thầy có thể cho nộp bài trực tuyến thầy có thể cho nộp trong ngày chứ không bắt buộc nộp ngay trong buổi học được không thầy, để khi vừa em có thể làm được. Đối với những cái bài tập nộp này thông thường bài bài tập nộp này các bạn sẽ được làm trong vòng 2 3 ngày, do đó các bạn yên tâm là mình hiếm khi nào làm bài nộp trực tiếp trên lớp lắm. Ngoại trừ một số cái phần là tôi yêu cầu làm trực tiếp trên lớp các bạn nộp trực tiếp thôi, còn đa số các bạn sẽ nộp trong những ngày đó. Còn riêng cái bài kiểm tra này chắc chắn 100% là các bạn phải làm trong giờ trực tuyến, để đảm bảo là trong giờ trực tuyến mình sẽ đúng cái giờ đó trực thôi. Những bạn nào mà bị bận thì các bạn chịu khó xin xin phép sếp hay xin phép công ty cho mình 30 phút để mình làm bài trực tuyến. Xong bài trực tuyến là các bạn có thể không cần phải dự trực tuyến, tại vì mình có cái bài quay trực tuyến này gửi lại cho các bạn trên online mà. Nào các bạn có thể coi coi cái phần thông tin đó sau được. Nhưng mà bắt buộc là bài kiểm tra này chỉ được làm trong lớp thôi và mình chỉ tốn được có 3 ngày thôi.
ba buổi, tại vì ba bài kiểm tra sẽ làm trong ba buổi khác nhau thôi. Thì bạn Tiến chịu khó xin công ty hay xin gì đó để mình kiểm tra ha. Tại vì đã học cuối tuần rồi, tranh thủ tôi đã tranh thủ dạy cuối tuần để cho có thể mình làm bài kiểm tra vào cuối tuần được. Được ha. À, có ai thắc mắc về thang điểm này không? Nếu cộng lại các bạn được bao nhiêu điểm ta? 5 điểm. Ở đây 5 điểm, ở đây là 2, 3, 4 điểm, 4, 10 điểm. Tổng cộng là 10, 10, 10 điểm tròn ha. Thì 10 điểm này thì các bạn, tôi đã phân ra cho các bạn trong những cái thang điểm này rồi. Thì cuối môn học tôi sẽ không nhắc lại cái phần này. Do đó các bạn chịu khó là cái buổi đọc đầu tiên là cái buổi học quan trọng, với buổi học cuối cùng là những cái buổi quan trọng nhất. Hy vọng các bạn không vắng mặt trong những cái buổi này. Ba bài kiểm tra này mình sẽ kiểm tra vào đầu buổi, có nghĩa là thường đầu buổi là mình bắt đầu từ 3:45 đúng không? Khoảng 4 giờ là mình kiểm tra, đến 4:30 là mình kết thúc. Các bạn hiểu ha? 3:45 thì mình làm từ 4 giờ cho đến 4:30 là mình xong. À, thì ba bài này mình sẽ làm trong trong vòng 15 tuần mình sẽ làm ba bài, thì cứ trung bình là cứ 5 tuần kiểm tra một lần, 5 tuần kiểm tra một lần. À, vậy mà thì trong những cái lần kiểm tra đó thì các bạn phải nộp bài, để đó các bạn tranh thủ là những cái lần đó các bạn chịu khó xin công ty cho phép mình nghỉ một tí. Nếu các bạn kẹt quá không nghỉ được thì mình sẽ bị mất tối đa là nửa điểm ở đây. À, mình mất tối đa nửa điểm ở đây. À, ở đây thì tại vì mình học từ xa, thành ra để đánh giá chất lượng đào tạo cũng như chất lượng giảng dạy thì bắt buộc tôi phải cho những cái bài kiểm tra nào trực tiếp trên này. Còn những bài tập về nhà làm thì các bạn có thể luyện tập ở nhà hoặc là các bạn tham khảo đa số phần đó được. Thế thầy nói được thì bạn bạn Dương Minh Tiến thì có yêu cầu là nếu có kiểm tra thì thầy thông báo giờ chính xác, thì tôi báo với các bạn là nếu có kiểm tra tôi sẽ thông báo giờ chính xác cho các bạn. Tại ví dụ như hôm nay có kiểm tra thì đúng tối ngày ngày hôm qua, tối ngày hôm qua là tối ngày thứ sáu, tôi sẽ báo các bạn biết là hôm nay có kiểm tra và giờ kiểm tra sẽ cố định là từ 4 giờ cho đến 4:30. À, để đảm bảo cho các bạn là có thể xin xin phép thời gian mình nghỉ được. Thì số lượng xin là chắc là không có bao nhiêu, mình chỉ có 3 bài thôi. Tôi đã làm test cho các bạn là ba bài kiểm tra thôi, không có làm nhiều. Để thứ nhất là để cho thoải mái giữa cái phần học viên có thể là lo công việc của mình, với lại vẫn đảm bảo là mình học mình có phần đánh giá cho nó khách quan hơn. Vậy được chưa ha? Thì mình thống nhất là kiểm tra 30 phút. Báo trước thời gian từ 4 giờ đến 4:30. Ok ha, mình sẽ có cái phần thời gian này. Thì các bạn lưu ý ha, mình được kiểm tra và kiểm tra này á, thì các bạn sẽ được sử dụng tài liệu. Có một điều là tôi hy vọng các bạn học thì mình cái nào mình được phép sử dụng thì mình sử dụng, còn cái nào không được phép thì mình hy vọng mình hợp tác một tí. Thì tôi cũng không mong muốn là đào tạo từ xa cho ra những cái chất lượng không tốt. Do đó thì cái phần kiểm tra này các bạn được sử dụng tài liệu, tuy nhiên mình không trao đổi tài liệu ha. Tại vì nếu các bạn trao đổi tài liệu mà tôi phát hiện ra được thì những lần sau tôi sẽ có những cái hình thức kiểm tra khác, và ví dụ như thông báo trước thời gian chẳng hạn, học xong kiểm tra liền tại chỗ, ai không giữ được thì gánh chịu. Thì lúc đó thì kẹt kẹt cho mấy bạn khác nữa. Ok, rồi. Thời gian như đã nói rồi, báo trước cho các bạn. Ngày nào kiểm tra thì tôi sẽ báo trước cho các bạn ít nhất là một ngày. Để các bạn biết, để các bạn xin phép nghỉ. Thì thường kiểm tra chỉ có 30 phút thôi, tôi không nghĩ là công ty nào cũng bắt các bạn làm 30 phút không cho nghỉ cái phần đó. Về nguyên tắc là mình đi học thì mình phải đảm bảo cái việc có mặt trong trong cái giờ học để mình có thể làm những bài kiểm tra tương ứng như vậy. Thì đây là cái phần thang điểm mà cho học kỳ này để làm. Thì các bạn lưu ý một tí, các bạn thấy những cái điểm này nhỏ nhỏ lắt nhắt rất là nhỏ. Điểm chính của mình tập trung vào hai cái phần thi cuối kỳ này, cộng lại là được 5,5 điểm. Ha. Với cái đồ án cá nhân này các bạn nộp cuối môn học này, thì đồ án này tôi sẽ yêu cầu phía sau cho các bạn. Bạn nào đăng ký trước thì mình sẽ có những cái đồ án và mình có thể làm trước những cái thao tác còn lại. Thì trong quá trình học tập tôi sẽ nói rõ là các bước làm đồ án như thế nào, thì các bạn sẽ làm theo các bước đó. Các bạn nào rảnh mình có thể làm sớm được thì các bạn làm sớm, nhưng mà quy định của tôi là các bạn phải nộp những cái gì thì các bạn phải đảm bảo nhiêu đó.
Tôi lấy ví dụ như là, ví dụ như tuần sau các bạn có cái phần là thiết kế giao diện cho cái website B2B của mình, thì các bạn cái tuần đó thì các bạn phải nộp lại cái phần thiết kế. Các bạn không nộp thì các bạn sẽ mất điểm trong cái đồ án cuối môn này. Mặc dù là đồ án nộp cuối môn là chỉ là phần cuối cùng thôi, nhưng mà trong quá trình học thì các bạn sẽ có những cái khoảng deadline cho cái phần bài tập, giống như bài tập tuần vậy á, nhưng mà nó sẽ tính điểm vào cái điểm đồ án này. Được ha? Rồi. Có bạn nào còn thắc mắc về điểm này không? Các bạn còn thắc mắc về điểm không? Tôi giải thích điểm cho các bạn. Tại vì cái phần điểm này á, nhiều bạn là học xong mà không biết là cái phần đánh giá như thế nào, thi xong mình nói làm đúng hết bài rồi mà cộng lại chỉ có 5 điểm rưỡi thôi. Tại vì như thông báo các bạn đầu môn học thì mình sẽ có đến gần gần 4 điểm đúng không? 2 điểm rưỡi, 4 điểm rưỡi, 4 điểm rưỡi là mình nằm ở trong những cái khoảng khoảng điểm khác rồi. Thành ra tôi không có cái khái niệm là thi cuối kỳ là được 10 điểm ở phần đây. Nên nếu các bạn không đầu tư trong môn học thì mình sẽ bị mất những cái phần điểm còn lại. Yeah, rồi. Thì tôi là giảng viên ở bên trường khoa học tự nhiên. Thì nếu các bạn cần liên hệ với tôi, các bạn có thể liên hệ ở chỗ Nguyễn Văn Cừ, trường khoa học tự nhiên Nguyễn Văn Cừ, hai bạn Nguyễn Văn Cừ. Thì ở đây các bạn có thể có những trục trặc gì mình có thể gặp ở đây, hoặc là mình sẽ liên hệ trực tiếp ở trong cái phần liên hệ trực tiếp ở trong cái phần 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 Facebook. Nếu các bạn có gửi email, tôi thống nhất luôn là gửi email ha, gửi email thì các bạn thường gửi email cho tôi đó, thì các bạn nên tuân thủ một cái, các bạn để cái xúc chắc là đào tạo từ xa môn web 2 2013 rồi, tiêu đề rồi, trong phần nội dung mail thì các bạn nên để họ tên, mã số sinh viên và cái nội dung mail. Mình thống nhất vậy ha. Tại vì mỗi ngày tôi nhận khá là nhiều email, các bạn gửi mail cho tôi mà các bạn không có tiêu đề á, thì thường mấy cái mail đó sẽ đưa vào cái phần xử lý cuối ngày. Còn những cái mail có tiêu đề tôi sẽ sắp vô thư mục và tôi sẽ xử lý theo nhóm. Trong mail các bạn để họ tên và mã số sinh viên giùm một cái, tại nhiều bạn gửi mail mà không để họ tên, tôi không biết ai, không biết xưng hô như như thế nào trong phần đó, và cái phần nội dung email tôi gửi đến. Thì đây là cái phần quy định, thì hy vọng các bạn hợp tác một tí trong quá trình làm việc. Rồi thì cuối cùng là cái phần trước khi mình kết thúc cái buổi hôm nay, để trả lời, sau đó trả lời một số câu hỏi, thì các bạn có một số cái. Thứ nhất là tôi cần danh sách thông tin sinh viên. Tôi đã tạo một cái danh sách đăng ký trực tuyến ở trong cái phần này rồi. Các bạn lấy cái thông tin này lên ra một tí ha, để tôi post trên cái phần kia để các bạn có thể lấy được. Các bạn đợi một tí nha. Rồi, đây là hai cái link để cho các bạn đăng ký danh sách sinh viên. Tại vì mỗi người sẽ làm một cái đề tài đồ án 2 điểm cuối kỳ. Nếu các bạn đăng ký sớm thì các bạn sẽ nhận nhận được đề tài sớm. Còn nếu các bạn đăng ký trễ thì mình sẽ không có thông tin đề tài của mình làm. Ok ha, các bạn đăng ký giùm tôi thông tin đó. Lập trình web 2. Rồi tôi sẽ post trong cái phần thông báo này ha. Các bạn vô thông báo này để các bạn lấy cái link ha. Lấy bản tin. Rồi đây là một cái liên kết. Rồi.
Rồi tôi cũng báo lên các bạn xem là kết quả đăng ký đây ha. Tại vì đăng ký là nó là một cái form, thành ra là mình phải coi lại cái thông tin mình đăng ký ở một cái form khác. Cái URL rồi ta. Rồi. Dạ, đây là một cái form đăng ký. Thành ra các bạn sẽ điền những cái thông tin liên quan vào trong cái form này và các bạn submit. Sau khi submit xong thì các bạn vào trong cái link thứ hai để các bạn coi lại coi là mình có thông tin của mình có chính xác hay chưa. Thì cái form thứ hai này các bạn chỉ được xem thôi, các bạn không có chỉnh sửa được. À, đó nếu các bạn trong trường hợp các bạn đăng ký sai thông tin, các bạn đăng ký lại một lần nữa. Ok, các bạn đăng ký lại một lần nữa cho tôi. Thì lúc đó thì tôi sẽ chỉnh sửa lại một số thông tin liên quan cho các bạn. Rồi. Rồi, các bạn có câu hỏi gì ở tôi không? Tại vì đây là cái slide cuối cùng rồi. Nhắc lại một tí ha. Trong buổi hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn cái phần giới thiệu cho các bạn cái phần học và một số cái quy định trong cái môn học này, cũng như là trong buổi ngày hôm nay các bạn chịu khó các bạn đăng ký cho tôi là danh sách thành viên trong trong lớp. Danh danh sách cá nhân của các bạn để tôi phân đồ án cho các bạn. Tại vì trong môn học mình sẽ có hai điểm cái phần đồ án. Thì phần đồ án đó các bạn có thể biết được cái tên đồ án của mình. Còn cái yêu cầu đồ án thì tôi sẽ gửi sau cho các bạn sau khi khoảng chừng 3 tuần lớp bắt đầu học 3 tuần thì tôi sẽ bắt đầu kết lại cái danh sách đồ án đó lại và các bạn sẽ tiến hành cái phần thông báo. Thì ngoại trừ cái phần đó ra thì trong môn học học kỳ này thì tôi có mở một cái group ở trên Facebook thì tôi sẽ add một số bạn trên cái slide hiện có này. Sau đó thì các bạn sẽ thêm những cái thành viên khác vào trong cái nhóm của mình thì các bạn chịu khó thảo luận trên đó. Thì có một điều các bạn chú ý ha, mình sẽ bổ sung thành viên vào trong nhóm với tinh thần là mình học tập, thành ra là mình sẽ không không thêm các thành viên không học trong lớp này vào, không học trong lớp này vào. Các bạn xem trong mục đăng ký thì các bạn phải tắt cái cửa sổ đi thì mình mở lại thì nó mới có được chứ các bạn cứ phải mở lại coi lại cái phần đó ha. Còn tôi sẽ về tôi kiểm tra lại trong phần đó và tôi có một chỗ khác cho các bạn coi nếu mà kết quả đăng ký các bạn không thấy được. Thì nhắc lại ha, thì mấy cái thông tin này thì các bạn chịu khó liên hệ với những bạn này để mình add friend, xong đó thì mình vào trong cái group. Thì khi các bạn vào trong group thì nhờ mấy ba bạn này, bốn bạn này, ba bạn này add friend cho các bạn để add friend cho các bạn, xong rồi tôi sẽ accept cho các bạn vào trong group và mình sẽ thảo luận trong đó nhiều. Thì đa số những cái buổi ví dụ như tuần sau sẽ kiểm tra thì tôi sẽ post trên Facebook sớm cho các bạn để các bạn biết. Tại vì các bạn tôi thấy dạo này học viên hay lên Facebook nhiều hơn, thành ra tôi tranh thủ dùng Facebook để cho làm một cái kênh liên lạc cho các bạn trong cái môn học. Rồi. Còn câu hỏi gì không ta? À đúng ha, sao ép xong không thấy bạn nào ha. Tôi giờ tôi sẽ kiểm tra lại, nhưng mà nếu các bạn đã đăng ký vào cái form mà các bạn ghi ok xong á là đảm bảo được. Để tôi đăng ký thử một cái ha. Có nhiều bạn đăng ký được rồi nè, có bạn có lẽ là cái form nó nhầm chỗ ấy, thành ra là không không thấy được
cái dữ liệu đăng ký. Tôi thấy được khá là nhiều thông tin đăng ký của bạn, có mã số sinh viên 308-549-052-052 đăng ký 2 lần, 131-004-034-0 034. Tên học viên thì có đầy đủ luôn. Ok. Các bạn sau khi đăng ký xong á, có cái sau khi các bạn đăng ký xong nó có ghi cái là CPROS response thì các bạn có thể bấm lên đó để các bạn coi lại cái thông tin mình đã đăng ký trước đó. Để demo cho bạn tí ha. Rồi, lại mất nữa rồi. Để coi cái phần. Đây ví dụ ha, đăng ký một cái sa test. ABC. Các bạn chú ý ha, có cái phần cơ quan nghề nghiệp này thì các bạn, nếu các bạn có đưa tôi cái nghề nghiệp thì tôi sẽ phân đồ án cho các bạn phù hợp với cái lĩnh vực mình làm, thì lúc đó sẽ thoải mái hơn. Rồi, lấy ví dụ submit vậy. Các bạn có chỗ là CPROS response này nè, các bạn bấm vô các bạn sẽ thấy được thông tin mà đã đăng ký trước đó, các bạn thấy không ha? Cái test nè. Ok ha, thì đảm bảo là mình thông tin của mình đã được gửi lên cái phần tương ứng vậy. Được ha? Đúng không? Ok, rồi. Thì trong 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 2 tuần đầu, trong 2 tuần đầu các bạn chịu khó các bạn đăng ký cho tôi cái danh sách sinh viên, đăng ký cho tôi cái danh sách mà làm đồ án để tôi phân công sớm cho các bạn. Thì nếu các bạn có những thông tin đầy đủ thì tôi sẽ có những cái yêu cầu đầy đủ. Thì đồ án này chỉ được có 2 điểm thôi, thành ra đồ án không yêu cầu sâu xa so với những cái đồ án trước đây. Thì trước đây một số môn học liên quan đến BFP thì không có thi cuối kỳ, thành ra cho một cái đồ án khá là nặng cho các bạn. Thì học kỳ này tôi sẽ không cho cái đồ án quá nặng, thì các bạn sẽ chỉ cần tương ứng là như vậy là đủ. Em học lại. Ok, dạ ha, dạ. Tôi sẽ chỉnh lại cái link ở phía dưới này để coi tại sao là mình lại không thấy được cái kết quả đăng ký của các bạn. Tại vì cái giao diện mới của Google Drive này, tôi mới sử dụng lần đầu thành ra không có rõ ràng cái phần đó một tí. Dạ. Rồi, còn còn cái Facebook group này thì tôi sẽ thêm trong tối hôm nay. Sau khi thêm xong rồi tôi sẽ gửi email cho bạn Ân với bạn, tôi sẽ gửi Facebook cho một số bạn và email cho một số bạn để các bạn có thể lên cái group đó, các bạn có thể add vào, xin vào group cho dễ dàng. Tại cái group đó tôi sẽ khóa lại, chỉ có người trong group mới có thể thảo luận trong group thôi, còn bên ngoài sẽ không có vào tự do được. Tại vì mình là một cái lớp học mà, không phải là một cái nhóm thảo luận chung chung trên Facebook. Để các bạn thông cảm với phần đó. Thì lưu ý một cái là nếu mà bạn nào có add Facebook tôi, các bạn thông cảm một cái, tôi dạo này ít accept fan, thành ra là nhiều bạn add không thấy tôi không trả lời thì các bạn cũng đừng có hỏi lý do ha. Mình chỉ cần lên group là mình trả lời, tôi chắc chắn trong group đó tôi sẽ trả lời các bạn những cái câu hỏi tương ứng. Có bạn nào có câu hỏi nào khác nữa không? Nếu mà không có câu hỏi gì á thì tuần này cái buổi đầu tiên giới thiệu về nội dung môn học cũng như là những cái hình thức kiểm tra, thời gian kiểm tra và cái cách trao đổi liên lạc với nhau, tôi đã thống nhất với các bạn trong cái buổi họp ngày hôm nay. Sau buổi họp này thì mình sẽ không bàn lại vấn đề này nữa. Ví dụ như bàn về vấn đề điểm hay vấn đề kiểm tra thì tôi sẽ không giải thích gì liên quan những cái vấn đề đó nữa. Mình chỉ theo đúng đó mà làm thôi. Thì những cái buổi sau tôi làm nhiệm vụ là truyền đạt lại những cái kiến thức liên quan đến lập trình với ngôn ngữ PHP để xây dựng một ứng dụng web chạy trên môi trường mạng. Sau đó thì những cái bài tập demo, bài kiểm tra thì sẽ được thảo luận trong cái buổi quay trực tuyến.
Thì sau những cái buổi đó thì mình sẽ có những cái bài kiểm tra và những cái bài tập tương ứng về nhà làm. Rồi, ok. À, các bạn có câu hỏi gì cho tôi không? À, nếu các bạn không có gì hỏi tôi thì mình sẽ kết thúc sớm trong ngày hôm nay ha. Tuần sau thì các bạn khi mà đi học thì các bạn chuẩn bị một số cái, các bạn có thể coi cái bài MBook trước, bài MBook bài đầu tiên á, để các bạn biết là những cái phần mềm nào mình cần phải cài đặt, thì trong cái buổi học kế tiếp thì mình sẽ cài đặt phần mềm chung. Tại vì tuần sau mình học về môi trường lập trình cho ngôn ngữ PHP thì bài đó thì mình sẽ cài đặt phần mềm ngay tại tại cái buổi học trực tuyến luôn. Thì buổi đó thì tôi sẽ có sẵn một cái máy ảo để mình coi như là một cái máy mới, mình sẽ cài đặt những cái phần mềm tương ứng trên trên đó. Ok ha. À, như tôi đã nói rồi, các bạn sẽ không thấy được trong cái danh các bạn sẽ không thấy được trong cái danh sách cái danh sách trước đó. Các bạn có thấy trong cái danh sách phản hồi này không ta? Đây là một cái danh sách phản hồi mà tôi cũng mới vừa đăng ký thôi. Một cái test đây, có một số bạn rồi nè. Các bạn có thấy trong danh sách này không? Nếu có rồi thì mình sẽ không cần phải lo lắng nhiều. Thì có trên dữ liệu này chắc chắn sẽ có trong kia. Còn cái link thứ hai thì chắc tôi phải xóa đi rồi. Tại vì nhiều bạn không có thấy được trong danh sách rồi cứ nên mình đăng ký sai. Dạ ok. Các bạn có thấy cái danh sách này không ta? Là lâu cũng có một số bạn được đăng ký vào được rồi nè. Có thêm hai hai bạn mới vào. Mà sao form này lại không thấy ha? Form kia lại thấy. Thì cái đó tôi sẽ kiểm tra lại và tôi sẽ phản hồi lại cho các bạn trong cái trả lời câu hỏi này ha. Đây tôi không thấy, sao các bạn lại không thấy được ha? Mà lớp mình online cũng ít người ha, chỉ có 2, 4, 6, 8, 10, 11. Chỉ có 10 người thôi. À mình trực tuyến hôm nay cũng ít thôi, chỉ có 10 người thôi. Rồi. Các bạn còn câu hỏi gì cho tôi không? Nếu không thì mình sẽ hôm nay mình sẽ ngừng sớm ở đây. Ừ, tôi sẽ kiểm tra lại link hai cho các bạn trong ngày hôm nay. Tôi ở trên mạng trường này, cái mạng chạy chậm chậm cho Facebook và cái Google. À, tôi không có thời gian kiểm tra lại. Rồi tôi sẽ kiểm tra lại, tôi sẽ chỉnh sửa lại cái link thứ hai để các bạn thấy được danh sách đăng ký cuối cùng của mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn có câu hỏi gì cho tôi không? Vậy ha. Nếu không cần câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc ở đây ha. Rồi, sau đó thì tôi sẽ cố gắng hoàn tất lại cái phần đăng ký và cái Facebook này, rồi thêm những cái bạn liên quan vào và mình sẽ có những cái buổi thảo luận ở trên Facebook cho tốt hơn. Thì quên đấy các bạn là trong cái buổi hôm nay cái môn học này thì ngoại trừ tôi phụ trách tôi quay MBook, tôi phụ trách trực tuyến cho các bạn thì còn phụ trách thảo luận còn có một cô nữa.
cô khá là dễ thương. Cô đó sẽ phụ trách thảo luận cho các bạn trong cái môn học này. Thì cô đó khá là professional về cái ngôn ngữ VFB này. Thành ra các bạn có thể có một người trợ giúp khá là tốt. Rồi. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì mình sẽ ngừng buổi học hôm nay, ngừng sớm hơn một tí, sớm hơn nửa tiếng, hơn gần nửa tiếng, gần 20 phút. Thì tuần sau mình sẽ học hoàn chỉnh từ 3:30 cho đến 5:15, 3:40 cho đến 5:15, 1:30 cho cái môn học offline lần sau về môi trường cài đặt. Thì tuần sau các bạn chuẩn bị máy hoặc một số cái để mình cài đặt một số phần mềm tương ứng để mình học cái cho ngôn ngữ VFB này. Ok ha. Rồi. Chào chào các bạn, mình sẽ ngừng ở đây ạ.